2 năm giằng co của Mbappe tại PSG. Từ khi gia hạn hợp đồng với PSG tháng 5 năm 2022, tiền đạo Kylian Mbappe chững lại về mặt thành tích và được nhắc đến nhiều hơn bởi những tranh cãi với câu lạc bộ. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, trước trận PSG tiếp Metz ở vòng cuối Ligue 1 mùa 2021-2022, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Kylian Mbappe tươi cười chụp ảnh chung, thông báo đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Nhưng, giữa đôi bên luôn tồn tại khoảng cách. Mbappe cầm áo mang số 2025, nhưng thực tế hợp đồng mới chỉ kéo dài 2 năm và việc có gia hạn thêm 1 năm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền đạo 25 tuổi. Sau khi giữ được Mbappe, chủ tịch Al-Khelaifi không thực hiện được lời hứa tăng cường đội hình đúng như ý muốn của ngôi sao người Pháp. PSG chiêu mộ huấn luyện viên Christo Ganti thay vì Zinedine Zidane như những đồn đoán. Trước trận khởi đầu mùa 2022-2023 với Clermont, Mbappe bất ngờ vắng mặt với lý do không thoải mái về mặt thể chất. Tuy nhiên, theo truyền thông Pháp, đó chỉ là cái cớ để PSG che giấu việc Mbappe khó chịu với chủ tịch. Ngày 13 tháng 8 năm 2022, trong trận tiếp Montpellier ở vòng 2 Ligue 1, Mbappe và Neymar tranh nhau đá phạt đền. Dù huấn luyện viên Ganti đã trao quyền đá phạt cho Mbappe, tiền đạo người Brazil không nghe. Vài giờ sau trận đấu, Neymar còn ấn nút kích các bình luận chỉ trích Mbappe là nhà độc tài tại PSG. Từ đó, mối quan hệ giữa hai cầu thủ này dần rạn vỡ. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, trước trận hòa Benfica 1-1 ở vòng bảng Champions League, Mbappe một lần nữa trở thành chủ đề nóng khi có tin đồn anh sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. PSG một lần nữa xoa dịu tình hình. Vài ngày sau đó, Mbappe đã ra mặt phủ nhận. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn kéo dài đến cuối mùa. Trận hòa Benfica là một trong những nguyên nhân khiến PSG xếp thứ hai vòng bảng, phải gặp Bayern ở vòng 1/8 để rồi thua chung cuộc 0-3. Tháng 1 năm 2023, rắc rối tiếp tục tìm đến khi Mbappe được chọn làm đội trưởng thứ hai mà không có sự đồng thuận của các đồng đội. Đội trưởng thứ hai khi đó, trung vệ Jadon Kimpembe phản ứng trên mạng xã hội Instagram rằng không ai thông báo cho anh về việc bị Mbappe thay thế. Trung vệ này sau đó đính chính rằng PSG có nhiều cầu thủ, gồm cả Mbappe, có thể đeo băng đội trưởng. Sau vụ rắc rối, dư luận đặt câu hỏi về vị thế thực sự của Mbappe. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, PSG đăng video có sự góp mặt của Mbappe. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Mbappe viết bài chỉ trích đội bóng về việc sử dụng hình ảnh của anh mà không xin phép, đồng thời khẳng định câu lạc bộ không phải là Kylian Saint-Germain. Theo thỏa thuận gia hạn hợp đồng hồi tháng 5 năm 2022, Mbappe kiểm soát toàn quyền hình ảnh. PSG sau đó phải xóa video. Mbappe kết thúc mùa 2022-2023 với chức vô địch Ligue 1, siêu cúp Pháp, danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất Ligue 1. Tuy nhiên, sau thất bại ở Champions League, anh lại tính đến việc ra đi. Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Mbappe gửi thư thông báo cho PSG về việc không gia hạn đến năm 2025 và sẽ ra đi tự do vào năm 2024. Bức thư đã gây phẫn nộ cho ban lãnh đạo. Họ dọa đầy anh trên ghế dự bị nếu không chịu ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 hoặc không gia hạn. Tuy nhiên, Mbappe phớt lờ và khẳng định sẽ thi đấu đến hết hợp đồng. Tháng 8 năm 2023, Al-Khelaifi tiếp tục gây sức ép buộc Mbappe phải ra đi, thậm chí loại anh khỏi chuyến du đấu Nhật Bản. Mọi chuyện chỉ dịu phần nào khi số 7 chủ động yêu cầu gặp chủ tịch trước trận mở màn Ligue 1. Al-Khelaifi rời cuộc gặp với thái độ lạc quan, thậm chí tin tưởng vào khả năng gia hạn, nhưng thực tế là các cuộc đàm phán không bao giờ tiến triển. Ngày 15 tháng 2 năm 2024, Mbappe thông báo quyết định ra đi vào cuối mùa là không thể thay đổi. Anh yêu cầu chủ tịch Al-Khelaifi không nài nỉ như năm 2022, vì muốn chấm dứt 2 năm giằng co mà câu lạc bộ không thể cung cấp một dự án mà anh yêu thích. Mbappe nhiều khả năng sang Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội chủ sân Betmaber không phải trả phí chuyển nhượng, nhưng có thể phải thưởng 130 triệu đô la Mỹ kèm lương 50 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho tiền đạo người Pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.